Chào mừng quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của bà mẹ quê. Mình xin chúc cả nhà ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Hôm nay mình xin giới thiệu đến cả nhà một món ăn chay đơn giản thôi, đó là canh rau ngót với nấm cùng với là đậu hũ kho quẹt. Canh rau ngót này là rau mình hái tại vườn luôn đó cả nhà. Và mình sẽ chia sẻ cách nấu rau ngót như thế nào để xanh và mềm, không bị dai nhé cả nhà. Và đây là đậu hũ kho quẹt mình vừa kho xong nè, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Hôm nay mình ăn đơn giản thôi cả nhà ha. Và các bạn nào thấy thích món canh rau ngót và đậu hũ kho quẹt thì hãy vào bếp và cùng thực hiện với mình nha. Cho mình gửi lời cảm ơn đến quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và mình rất vui khi nhận được sự đóng góp ý kiến của các bạn. Các bạn xem video nếu thấy hay thì hãy bấm like, đăng ký kênh hoặc là chia sẻ video giúp đỡ mình với nha. Khi các bạn đăng ký kênh thì mình có video mới up lên thì các bạn được xem một cách nhanh nhất. Còn bây giờ thì mình mời cả nhà hãy theo chân mình đi ra vườn hái rau ngót nha. Rau bùn ngót này rất dễ trồng cả nhà ơi. Các bạn có thể trồng ở những nơi mà đất ẩm ẩm á, là nó phát triển tốt lắm, không cần phân hay thuốc gì hết. Rau ngót ăn rất là mát, rất là tốt cho cơ thể luôn á. Rau ngót này mấy cái lá già già đó các bạn đừng có bỏ nha. Các bạn có thể giã nhuyễn ra, sau đó các bạn vắt lấy nước. Phần nước đó mình uống, còn phần xác thì mình đắp lên mặt có thể trị nám đó. Nhưng mà nước rau ngót tươi nó có mùi rất là khó uống. Nếu các bạn nào uống được thì rất là tốt luôn. Mình đã cắt được một ít rau ngót rồi nè các bạn, rất là tươi xanh luôn. Bây giờ mình đi lặt rau nha. Ở quê đó cả nhà, khi mà mỗi cơn mưa xuống á là có rất là nhiều loại rau mọc lên. Rau mọc tự nhiên như thế mình ăn thì không sợ phân thuốc gì hết ha. Cháu mình đang đi lại lặt rau tiếp mình kìa. Rau bùn ngót rất là dễ trồng. Mấy cái đọt hồi nãy mình lặt nè, mình sẽ ghim xuống đây. Mình tưới nước thường xuyên thì vài ba hôm nữa nó sẽ ra nhánh mới. Hái rau ngót xong rồi, bây giờ mình vào bếp nấu ăn thôi, cả nhà theo mình nha. Đây là những nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị để nấu canh rau ngót và đậu hũ kho quẹt. Ở đây mình có 250g rau ngót. Rau hồi nãy mình hái ngoài vườn nè, mình đã lặt xong và mình rửa sạch rồi. Tiếp theo mình có là 70g đậu hũ trắng để một hồi mình kho quẹt. Và 150g nấm linh chi, một ít tỏi băm, ớt băm. Và không thể thiếu đó là nước mắm chay. Đây là nước mắm chay mình nấu đó cả nhà. Và một ít dầu ăn để một hồi mình chiên đậu hũ. Gia vị thì cũng như thông thường thôi, đó là bột ngọt, hạt nêm chay, muối và đường. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nha. Đầu tiên là mình sẽ vò nát cái phần bùn ngót này. Mình chia sẻ một chút xíu về cách nấu canh rau ngót nha. Để nấu canh rau ngót lá mềm, không bị dai và nước trong thì đầu tiên các bạn nên vò rau ngót. Các bạn vò nát cái phần lá như thế này. Các bạn vò cho nó mềm thôi nhưng mà nó đừng có nát vụn nha.
cái phần lá nó hơi dập như thế này nè các bạn. Khi mình nấu thì cái lá rau ngót nó sẽ rất là xanh chứ nó không có bị ngã màu vàng. Và cái phần nước rau ngót nó rất là trong nữa. Và rau ngót của mình nó rất là mềm và nó không có bị dai. Đây mình đã vò xong rồi nè cả nhà. Nó như thế này nè, cái lá nó dập dập như thế này nè, nhưng mà cái lá nó không có bị nát nha. Tiếp theo mình sẽ cắt đậu hũ để mà kho quẹt nha. Các bạn cắt theo sở thích thôi, các bạn thích cắt vuông thì cắt vuông, không cắt vuông thì cắt theo sợi dài cũng được. Còn mình thì sẽ cắt vuông. Đậu hũ đã cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ đi nấu nước để mà nấu canh nha. Khi nước đã sôi rồi, mình sẽ cho vào đây một ít hạt nêm chay và một chút xíu muối nữa. Các bạn nêm muối trước như thế này, khi các bạn cho rau ngót vào thì rau ngót của mình nó rất là xanh. Bây giờ mình sẽ cho rau ngót vào nha. Và các bạn nấu trong vòng 2 phút là các bạn tắt bếp liền nhé. Rau ngót các bạn nấu càng lâu thì nó sẽ mắc ngon, nó sẽ không có còn màu xanh đẹp. Giờ thì mình cho vào canh thêm một chút xíu bột ngọt. Còn bạn nào không ăn bột ngọt thì không cần để cũng không sao. Giờ thì mình cho nấm vào. Cho hết phần nấm này vào và mình nấu trong vòng 1 phút nữa là mình sẽ tắt bếp. Như vậy là canh rau ngót của mình đã chín rồi đó. Cả nhà thấy canh rau ngót có màu xanh rất là đẹp luôn phải không? Các bạn nấu càng lâu thì màu xanh nó sẽ mất đi và nó sẽ không có ngon. Canh rau ngót của mình như thế này đã được rồi đó. Bây giờ mình sẽ tắt bếp và bắt đầu kho đậu hũ thôi. Đậu hũ trước khi kho thì các bạn nên chiên cho nó vàng nha. Chiên vàng sẽ giúp cho đậu hũ của mình dai hơn. Còn các bạn thích ăn đậu hũ kho mềm thì để như thế này mình kho luôn cũng được. Đậu hũ đã vàng như thế này, bây giờ mình sẽ gấp ra nha.
Phần dầu chiên đậu hũ còn lại nè, mình cho tỏi và ớt băm vào đây phi cho thơm. Mình sẽ cho vào đây một chút xíu đường để tạo màu. Cái phần đường này một chút xíu nó sẽ lên màu, nó sẽ giúp cho đậu hũ của mình có màu đẹp. Và tiếp theo là nước mắm chay. Cái mùi nó thơm ghê luôn á cả nhà ơi. Bây giờ thì mình cho vào đây thêm một xíu nước lọc. Các bạn kho đến khi nào mà cái phần nước này nó sệt sệt lại thì mình sẽ cho đậu hũ vào nha. Giờ thì các bạn nêm thêm một ít gia vị nữa như hạt nêm chay, đường và bột ngọt cho cái phần nước kho này nó vừa ăn, mặn mặn ngọt ngọt là được. Giờ thì cho tiêu vào đây. Mùi thơm quá các bạn à. Phần nước kho quẹt đã được rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho đậu hũ vào nha. Các bạn thích ăn khô thì cứ kho cho nó thật là khô nước. Còn các bạn thích ăn có nước sền sệt thì mình kho một chút xíu nữa là mình nhắc xuống. Giờ mình sẽ rắc thêm một ít tiêu nữa là mình tắt bếp. Cái phần kho của mình đã được rồi đó cả nhà. Mình đã hoàn thành xong canh rau ngót và đậu hũ kho quẹt rồi đó cả nhà. Bây giờ thì mình mời cả nhà cùng ăn cơm với mình nha. Các bạn thấy thực hiện cũng rất là đơn giản thôi. Canh rau ngót rất là xanh ngon luôn nè. Và bây giờ thì mình cũng xin kết thúc video của mình tại đây thôi nha. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ đã bỏ thời gian theo dõi video của mình nhé. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Và các bạn xem video nếu thấy hay thì hãy bấm like, đăng ký kênh hoặc là chia sẻ video ủng hộ mình với nha. Mình chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn ngày mới thật là nhiều niềm vui và sức khỏe. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.